mong quý sư chỉ cho con cách cầu con được như ý con, muốn con của con phải là chư tăng ni đắc đạo, đắc thánh quả Phật Bồ Tát Ái Lai, hoặc chư thiên xuống cũng được. Con muốn sau này chúng nó ở đời giúp người hoằng dương chánh pháp. Thưa với quý vị đó, muốn mình muốn như thế nào á, mình phải xem là mình có xứng hay là không. Sư nói tại vì quý vị muốn cao quá cho nên sư phải nói thẳng, mà nói thẳng á, thì sư không sợ quý vị mất lòng nha, thậm chí quý vị giận sư cũng được, nhưng mà sư phải nói đó là mình bớt ảo tưởng. Còn á, nếu như mình vẫn muốn thì mình phải là người xứng đáng với để làm mẹ của những bậc vĩ nhân. Mình phải là bậc vĩ nhân thì mình mới xứng đáng làm mẹ của bậc vĩ nhân. Chứ còn mình là người bình thường mình không xứng. Và mẹ để có thể là người xứng đáng đó là gì? Thứ nhất, xem coi là mình có giữ đủ tám giới hay không. Sư nhắc cho quý vị hiểu là tám giới chứ không phải năm giới. Tám giới mà đối với một người có chồng là như thế này nè. Là bình thường họ giữ tám giới. Chỉ đến thời điểm người phụ nữ có thể thụ thai thì họ mới đi đến với chồng của mình. Tức là cái vị đó phải là vị thiểu dục. Và trong suốt cái thời kỳ mà hôn nhân, cái người phụ nữ đó không nghĩ đến bất kỳ một người đàn ông nào khác ngoài chồng của mình. Tức là người đó phải là người thiểu dục nha. Và họ phải chuẩn bị cho tấm thân của mình là một tấm thân trong sạch. Thì như vậy họ mới xứng đáng là cái nơi đến của các bậc vĩ nhân. Ngoài ra đó còn một số cái nữa. Ví dụ như mình phải là người nỗ lực tích cực bố thí, mà bố thí bậc thượng. Nhưng mà sư nói cái quan trọng nhất là gì? Là giữ giới, thiểu dục. Quý vị làm được chuyện đó, mình mới là gọi là cái lòng mẹ của mình á, mới là một cái ngôi, gọi là một cái ngôi đền xứng đáng để rước các bậc vĩ nhân về. Và đó là chưa kể mình còn phải gieo duyên với các ngài. Gieo duyên như thế nào? Để xem các ngài có công hạnh gì, mình có công hạnh tương xứng hay là không. Ví dụ các ngài tích cực bố thí, tích cực buông xả, mình có tích cực bố thí, tích cực buông xả hay không? Các ngài có chánh kiến, mình có chánh kiến hay không? Các ngài nỗ lực hành thiền, mình có nỗ lực hành thiền hay không? Vân vân. Mình phải xem công hạnh của các ngài, mình có tương ưng hay không? Và sau đó mình mới phát nguyện. Và sau khi phát nguyện, mình phải làm nhiều công đức lắm. Chứ không phải chỉ đơn giản là được đâu. Và như sư nói, cái quan trọng nhất là mình, cái lòng mẹ của mình đó, phải là một nơi trong sạch để xứng đáng cho các ngài bước tới, còn không thì đó chỉ là ảo tưởng nha. Không biết cái vấn đề này thì để Tự Tường có ý kiến gì. Thưa Đức và thưa quý vị, thì ở đây cái chính mà để tóm gọn lại toàn cái câu hỏi này thì quý vị muốn hỏi là cái cách cầu con được như ý, một cái ý của vị này thì nó là tăng ni phải đắc đạo và đắc thánh. Nói chung là toàn là những cái hạn mà gọi là tiêu, những hạn mà gọi là nó xuất nó không, có thể là không phải còn phàm phu, hoặc là có thể còn phàm phu nhưng mà nó ưu việt không, quý vị, nó không đơn giản à. Thì để Đức Hạnh Tuệ á cũng có giảng rõ cho quý vị những cái điều kiện, mà tùy theo các điều kiện nha. Tại đây quý vị này là hỏi quá nhiều điều kiện đi, mà riêng cái điều kiện mà chưa thấy lớn nhất là Bồ Tát nè, và Phật nè, đúng không? Những điều kiện rất là khắt khe. Đức Hạnh Tuệ á có nói như vậy, như điều kiện mà mình để được đó. Còn nếu mà chư thiên á, ngay cả nếu mà nói là con để được con mà để như chư thiên á,
thì cái đó này nó có vẻ nó chưa nghĩ làm sao rằng nha, có nghĩa là vị có nè, vị này có cái mong mỏi như vậy á, là nó cũng là tốt chứ không phải là sai, đúng không? Nhưng mà cái điều kiện á, để mà đạt tới những cái Phật quả Phật hay là cái vị thánh đắc đạo thì đó là nó rất là khắt khe, quý vị phải cân nhắc rất là rõ, phải cần nghe rõ lại cái sự chia sẻ mà để Đức Thành Tuệ dẫn chứng, đúng không? Nhưng mà quan trọng hầu hết á, quý vị á, để làm được cái này 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 thì quan trọng hết á, quý vị phải có nền tảng rồi đó. Tại đôi khi mình nghĩ nó cao siêu, nó sâu xa, nó lớn quá, đúng không? Mà cái thực tế mà mình cái thực tế cái cơ bản nhất là mình không chịu làm đó, thì nó sẽ trở thành nó xa tầm, nó xa tầm với mình, nó sẽ trở thành viển vông. Giống như từ nhỏ mình sinh ra mình muốn làm phi hành gia, hay là muốn làm nhà bác học, đúng không? Thì đó là cái ước vọng, đó là tốt. Nhưng mà để mình có cái hoài bão đó, mình nuôi dưỡng hoài bão đó, thì mình phải cố gắng học thật là tốt, đúng không? Học là giỏi, chăm chỉ. Còn nếu mà mình cứ mơ mộng cái điều đó mà rồi mình cứ học tàn tàn mình vui mình chơi, thích thì học, không thích thì thôi, thì đó nó không thực tế lắm. Thì ở đây là sư chỉ bổ sung thêm cái một ý nhỏ thôi cho cái vị hỏi câu hỏi này, này cho mình hiểu rõ hơn, mình định hướng, gọi là định hướng nha, rồi mình định hướng là mình biết mình nên làm cái gì. Ví dụ mình muốn thì là mình mong mỏi, mình ước nguyện là một điều tốt, không? Nhưng mà qua cái sự định hướng của sư thì mong là cái vị mà hỏi câu hỏi này nè sẽ có một cái sự định hướng cho mình nó vững chắc hơn. Và cũng xin kết thúc cái câu trả lời này. Đó thì như là sư và sư Tuệ Tường đã đưa ra hai mặt của vấn đề đã rất là đầy đủ, sư cho là đã đầy đủ. Thứ nhất á, là mình phải xem xét lại cái khả năng của mình thực tế nha, cái khả năng của mình tới đâu thì mình hẳn mong muốn tới đó, tại vì mình mong muốn nó cao xa quá, vượt ngoài khả năng của mình á, thì có 5 năm 10 năm có khi cũng không có đứa con nào đâu. Thứ hai đó là mình muốn được như ý muốn mà như mà quý vị vừa trình bày ấy, là nó phải rất là khắt khe, điều kiện yêu cầu phải rất là khắt khe, thì mình phải nhắm là mình làm được hay không và mình phải nỗ lực mình làm thì mới được ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. Hãy subscribe.